Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một công thức làm vỏ bánh nướng. Đây là vỏ bánh được đúc kết từ kinh nghiệm làm bánh nhiều năm của mình, cho ra thành phẩm bánh sắc nét đẹp từng mm. Làm như thế nào? Trước khi bắt tay vào làm, nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký cho kênh của Kyukado CP, nhấn like hoặc share để tiện theo dõi nhiều clip hay hấp dẫn khác nữa. Bây giờ thì xin mời vào xem và cùng làm nha. Công thức hôm nay mình làm 12 cái bánh. Phân lấy 504 gram bột mì, mình sử dụng bột số 8, 264 gram nước đường, 60 gram dầu ăn thì mình sẽ lấy phân nửa là 30 gram dầu mè và 30 gram dầu ăn. Một cái lòng đỏ trứng gà và 20 gram bơ đậu phộng. Khuấy đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Trộn bột đều lên rồi cho hết hỗn hợp nước đường vào đây. Dùng cây phới trộn đều lên cho nước đường hòa tan ra. Sau đó đeo bao tay vào trộn đều. Nhớ là mình chỉ trộn đều thôi nha, không có nhồi bột nha mọi người. Trộn bột lại thành khối rồi, mình sẽ để bột ở đây, đậy nắp bừa lại cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Trong khi đó mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Hôm nay mình sẽ làm nhân chay. Ở đây mình có cơm dừa sấy khô nè. Cho vào chảo 100g cơm dừa sấy khô. Thêm 50g đường, 50ml sữa tươi, thêm một muỗng canh sữa đặc có đường. Bắt lên bếp sên với lửa nhỏ. Trộn đều cho đến khi nào nhân của mình nó khô rút hết sữa là được. Cho hết nhân vào thau. Trước tiên mình sẽ cho vào đây 100g nho khô, 120g mứt gừng đỏ, 120g mứt vỏ cam hoặc là mứt vỏ chanh, 120g xoài sấy khô, đậu hạt các loại, hạt điều, hạt óc chó, hạt hạnh nhân. Hạt nào to quá thì mình bẻ nhỏ ra. Đây là hạt đậu hòa lan sấy khô. Cơm dừa sên lúc nãy mình vừa làm xong. Thêm một ít hành phi nếu thích. Mè rang 100g. Trộn đều lên nha. Trộn cho đều lên ha. Để cho men của mình được kết dính, mình có ở đây 100g bột nếp. Tiếp theo là 100ml nước và 2 muỗng canh rượu mai quế lộ. Hết nước vào bột, khuấy đều lên. Hết nước bột vào trong nhân. Tiếp tục trộn cho đều lên. Cho cái nhân của mình được kết dính thì mình sẽ cho lên chảo để xào sơ ha. Bắt lên bếp bật lửa nhỏ xào liên tục cho đến khi nào nhân của mình nóng lên thì nó sẽ kết dính lại. Đã trong lên và kết dính lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Mình sẽ cân cái phần nhân này rồi chia nó ra thành 12 phần bằng nhau. Luôn cả trứng muối nha. Trứng muối vào giữa, bao bọc nhân lại rồi vo thành viên tròn. Như vậy là xong rồi.
vỏ bánh mình cũng sẽ chia ra thành 12 phần bằng nhau. Vo thành viên tròn rồi để đắp bự lại để cho vỏ nó không có bị khô. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình cán bột cho mỏng ra. Mép bột cho mỏng ra. Mặt láng của bột ướp vào mặt tay. Từ ở dưới vuốt lên như vậy cho đến khi nào bột của mình nó liền lại là được. Đó, như vậy là mình đã bọc lại hết rồi nè. Cứ quay cái phần mặt láng lên trên. Hôm nay mình sẽ dùng cái khuôn này thoa một ít dầu vào trong nha. Mặt láng của bột úp vào mặt khuôn, từ ấn xuống. Để úp xuống, rồi ấn. Ấn mình giữ khoảng 5 giây đến 10 giây nha. Giữ khoảng 10 giây rồi lấy ra. Và đây, bánh nè, sắc nét ghê ha. Bánh xong rồi mình đem đi nướng. Trước khi nướng nhớ bật lò lên cho lò nóng rồi mới cho bánh vào nướng nha. Mình sẽ nướng với chế độ hẹn nhiệt 2 tầng 200 độ 15 phút. Sau 15 phút thì cái bột vỏ bánh nó đã chín cứng rồi nè. Nhìn kỹ thì cái bánh ở gần mép khay nướng nó sẽ vàng hơn là ở trong. Cho nên là mình sẽ đổi vị trí để cho nó vàng đều hết nha. Sau khi nướng xong lần thứ nhất, mình sẽ xịt nước lên trên bề mặt bánh cho ướt hết mặt bánh, để cho bánh nguội rồi mới cho vào nướng lần 2. Khi nướng lần 2, mình sẽ làm cái nước để phết lên mặt. Mình cho vào đây một ít dầu mè, khoảng một muỗng canh dầu mè, lòng đỏ trứng gà, muỗng cà phê sữa tươi, muỗng cà phê rượu mai quế lộ. Đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Rồi mình sẽ dùng cây cọ lông này để phết lên mặt bánh. Phết một lớp hỗn hợp mỏng lên trên mặt bánh. Nhớ là mỏng thôi nha, đừng có phết dày. Một lớp mỏng lên thôi, vì phết dày sẽ làm cho cái bánh của mình nó bị mất nét. Phết một lớp mỏng lên mặt bánh và thành bánh. Rồi cho vào lò nướng tiếp lần 2. Lần này mình sẽ giảm nhiệt xuống nướng 180 độ 10 phút nữa. Xong lần 2 mình thấy bánh vẫn chưa vàng như ý muốn thì mình cũng sẽ thay đổi cái vị trí của bánh. Cho vào nướng tiếp để cho bánh được vàng đều hơn. Lần 3 mình sẽ nướng 180 độ 10 đến 15 phút nữa. Của mình sau khi nướng xong lần thứ 3 thì nó đã vàng được như ý muốn rồi.
Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món bánh trung thu nhân thập cẩm chay với công thức làm vỏ bánh siêu đẹp, sắc nét. Chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì nhớ cho mình một like hoặc share. Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký cho kênh của Kyukado CP để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hay hơn, hữu ích hơn nữa. Nếu còn gì thắc mắc hay đóng góp ý kiến thì hãy để lại tin nhắn ở dưới phần comment, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne.